chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Cuộc Sống An Bình được phát sóng trên kênh truyền hình Show VN. Và tôi là Thu Hải, rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị một nghệ thuật sống hạnh phúc, một giá trị sống giúp tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, bình an, và điều đó xuất phát từ hai chữ buông bỏ. Một nhà triết học Pháp đã từng nói, một người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Vì khi bạn nắm chặt tay, không có gì bên trong, nhưng khi bạn nới lỏng tay, cả thế giới nằm trong tay bạn. Ngẫm mà thấy đúng, phiền não của đời người thường xoay quanh 12 chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Lúc còn trẻ, không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi thì bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi trải qua bao nhiêu nhấp nhô sóng gió của cuộc đời và những chuỗi ngày dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không thể buông bỏ. Một số người nghĩ nắm giữ sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ, nhưng đôi khi buông xuống mới là câu trả lời. Kính thưa quý vị, có một câu chuyện kể rằng có một người đàn ông với vẻ mặt rất khổ sở đến hỏi một vị hòa thượng: "Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con vẫn mãi không thể buông bỏ được?" Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không thể buông bỏ được." Người đàn ông kia vẫn khẳng định: "Có những thứ và những người mà hết lần này đến lần khác con vẫn mãi không buông bỏ được." Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm lên một cái chén rồi ngày rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi cho đến khi nước trong chén tràn cả ra ngoài. Nước nóng đổ lên tay người đàn ông khiến anh ta không thể chịu đựng nổi, liền vội vàng đặt chén trà xuống. Lúc này, vị hòa thượng mới điềm đạm nói: "Trên đời không có gì là không thể buông tay. Chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi thì tự con sẽ buông bỏ được thôi." Quý vị thân mến, nếu như chúng ta cầm lên một ly nước nóng thì sau đó chúng ta sẽ phải buông bỏ cốc nước ấy xuống vì sức nóng của nó. Và chỉ khi đã buông bỏ rồi, chúng ta mới không cảm thấy đau đớn nữa. Và chỉ khi đã thôi đau đớn, chúng ta mới có dũng khí để cầm lên những cái cốc khác. Cũng giống như vậy, cuộc đời mỗi người sẽ trải qua rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Nếu trong một thời gian dài chúng ta không biết buông bỏ thì những áp lực ấy sẽ đè nặng mà suy sụp. Kính thưa quý vị, khi bạn học cách buông bỏ và quyết tâm buông bỏ một số điều thì ngay khoảnh khắc ấy bạn sẽ bước lên con đường của hạnh phúc. Buông là tự do, là từ nay trở đi không còn vướng mắc, trong lòng không còn nặng nề, tâm thân đạt được trạng thái an yên, tự tại. Vì thế, có những thứ nhất định chúng ta sẽ phải buông bỏ thì cuộc sống mới an nhàn, phú quý. Hãy buông nỗi buồn để tìm thấy niềm vui. Hãy buông sự ganh tị để lòng thêm rộng mở. Hãy buông những chuyện buồn tình yêu để tìm được cơ hội hạnh phúc. Và hãy buông tất cả những suy nghĩ tiêu cực để thấy được tình yêu cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, buông bỏ là một sự lựa chọn của tư duy và sự khôn ngoan của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là sự sở hữu mà còn là sự buông bỏ. Khi chúng ta biết cách buông bỏ một số điều, chúng ta sẽ giúp cho đôi tay, tâm trí được thảnh thơi để giữ những giá trị đẹp nhất thuộc về bạn và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn hơn. Kính thưa quý vị, chương trình Cuộc Sống An Bình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Xin chúc quý vị tâm buông bỏ, đời bình an. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.